Xin chào anh em, Poco M3 chắc chắn là một trong những chiếc điện thoại bán online được quan tâm nhiều nhất trong mấy ngày vừa qua. Bởi vì chúng ta sẽ có một chiếc máy với cấu hình phải gọi là khá ổn này, đi kèm với viên pin lên tới là 6.000 mAh và nó cũng hỗ trợ sạc nhanh với cái tầm giá khoảng tầm là 4 cho tới là 4,5 triệu đồng các bạn ạ. Một vài những trường hợp sale thì giá có thể là thấp hơn, nhưng cũng trong cái tầm giá từ 4 cho tới là 4,5 triệu đồng thì không chỉ có chiếc Poco M3 này ngon đâu các bạn ạ, mà thậm chí sẽ còn thêm một cái sản phẩm nữa có tính năng, có phần thiết kế cho tới là màn hình xịn sò hơn so với là Poco M3 và đôi lúc anh em không để ý tới, chính là chiếc Oppo A73. Khi mà mình lên cái clip trên tay về chiếc Poco M3 thì rất là nhiều anh em muốn mình so sánh giữa hai chiếc máy này, bởi vì mua online mà các bạn sẽ không thể được cầm, không được được trải nghiệm ngay lập tức trước khi quyết định là xuống tiền để mua sản phẩm nào. Vậy thì thuận theo yêu cầu của bạn, clip này mình sẽ so sánh cho các bạn giữa chiếc Poco M3 và chiếc Oppo A73 để xem thử là trong cùng tầm giá niêm yết thì các bạn nên lựa chọn sản phẩm nào sẽ phù hợp với mục đích sử dụng của mỗi người hơn. Đầu tiên về mặt thiết kế thì nếu mà các bạn nhìn từ phần mặt trước thì có thể thấy rằng là hai chiếc máy này hao hao có một cái chút gì đó giống nhau đúng không? Bởi vì nó đều sử dụng cái kiểu là màn hình dạng giọt nước. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ hơn một tí xíu thì có thể thấy rằng là cái phần cằm của chiếc A73 nó sẽ mỏng hơn đôi chút so với là ở trên cái chiếc Poco M3 các bạn ạ. Bởi vì cái màn hình của chiếc Poco M3 là màn hình LCD mà, còn với chiếc Oppo A73 nó sẽ là màn hình AMOLED nha. Còn khi mà chuyển sang mặt trước cũng như là về cảm giác cầm nắm thì mình nghĩ rằng là 90% anh em sẽ có cảm xúc giống mình, là mình sẽ yêu thích cái thiết kế và cảm giác cầm nắm ở trên chiếc A73 hơn. Lý do thì bởi vì đầu tiên là nếu mà chúng ta nhìn từ phần mặt lưng của chiếc Oppo A73, các bạn thấy rằng là nó được làm một cái mặt lưng giả da, nhìn vào nó rất là đẹp này. Và chưa kể là một vài những chi tiết thì đều được làm cái màu là sơn đồng á, được tô thêm một cái màu sơn đồng giúp cho chiếc máy này khi mà chúng ta nhìn vào nó sẽ có cái cảm giác là sang trọng hơn. Còn với cái phần mặt lưng của chiếc M3 thì mình nhìn vào nó chỉ có một cái cảm xúc là nó dị thường thôi, bởi vì cái cụm camera các bạn thấy rằng là nó rất là to. Và bên cạnh đó nữa thì ở trên chiếc Oppo A73 chúng ta sẽ có một thiết kế rất là mỏng và cảm giác mà khi mà cầm vào nó vô cùng lại nhẹ nhàng các bạn ạ. Bởi vì viên pin của nó mình nhớ không nhầm thì cũng chỉ là trên dưới 4.000 mAh mà thôi. Còn viên pin của chiếc Poco M3 nó lên tới là 6.000 mAh, cho nên là cảm giác khi mà các bạn cầm vào á thì nó tất nhiên rồi, 6.000 mà, đâm ra là nó sẽ nặng hơn so với là ở trên chiếc Oppo A73 nha. Quay trở lại về cái phần mặt trước thì không chỉ có cái sự khác biệt về cái tấm nền đâu, mà chất lượng thì chắc chắn nó cũng có sự khác biệt rồi. Và nếu mà để gọi là chất lượng màn hình á thì lần này một chiếc điện thoại giá rẻ của Oppo thực sự đã cho Xiaomi hít khói các bạn ạ. Với cái màn hình của chiếc Oppo A73, cái điểm mà mình yêu thích đầu tiên là về mức độ nổi khối của nó rất là ok này. Thứ hai là màn hình này rất sáng, các bạn ra ngoài trời nắng mà để so sánh để hai con này với nhau á thì màn hình của M3 gần như là câm tịt luôn. Chúng ta không thấy được bất kỳ một cái nội dung nào hiển thị ngoài trời nắng cả. Nó vô cùng là khó chịu các bạn ạ. Và thứ ba là cái màn hình của chiếc Oppo A73, chúng ta có cảm biến vân tay được nhúng thẳng bên trong màn hình. Và cảm biến này nó cũng có một cái tốc độ rất là nhạy nha, chứ nó không phải là một vài những chiếc điện thoại khác trước đây á cũng có cảm biến vân tay ở nhúng thẳng bên trong màn hình, nhưng mà tốc độ nó khá là chậm á. Thì với chiếc Oppo A73 chúng ta đã có mặc định sẵn là cảm biến vân tay vô cùng là nhanh nhạy rồi. Còn với cái cảm biến vân tay của chiếc Poco M3 thì nó sẽ đặt ở cạnh hông các bạn ạ. Đặt ở cạnh hông thì với những anh em nào mà thuận tay trái thì các bạn sẽ hơi khó khăn một tí xíu trong cái quá trình là sử dụng. Lần này thì các bạn sẽ phải dành lời khen cho một cái sản phẩm của Oppo trong cái tầm giá khoảng 4,5 triệu đồng nha. Còn về cái phần hiệu năng thì như thế nào? Nếu mà để so sánh về mặt hiệu năng á thì chúng ta đều có chung cái vi xử lý là Snapdragon 662. Tuy nhiên ở trên chiếc Oppo A73 chúng ta sẽ có một cái lợi thế là nó chỉ có duy nhất một phiên bản và RAM lên tới là 6GB. Trong khi đó thì cái phiên bản Poco M3 mà có mức giá ngang tiền với ở trên chiếc Oppo A73 nó chỉ có RAM là 4GB mà thôi, và bộ nhớ trong của hai chiếc máy này có chung ở cái phiên bản cao cấp nhất là 128GB nha. Mình xin nhắc lại là chiếc Oppo A73 chúng ta chỉ có duy nhất một phiên bản thôi các bạn, với RAM là 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Nếu mà để gọi là khả năng chơi game á thì mình thấy rằng là cả hai chiếc máy này đều có khả năng chơi game khá ổn trong tầm giá với vi xử lý là Snapdragon 662. Tuy nhiên có một cái vấn đề mà mình gặp phải trong cái quá trình sử dụng á là cái nền tảng MIUI 12 ở trên chiếc Poco M3 nó vẫn cứ có một cái cảm giác chơi game thì khá ổn, nhưng mà trải nghiệm những cái tác vụ cơ bản á thì đôi lúc nó cứ bị lắc nhẹ các bạn ạ. Còn với cái nền tảng ColorOS ở trên chiếc
Oppo A73 thì mình thấy rằng là lần này Oppo đã làm rất là tốt rồi. Với cái phiên bản Core là V7.2 thì mình thấy rằng là cái hiện tượng giật lag khi mà bạn sử dụng những cái tác vụ cơ bản á, nó không không giống như kiểu là ở trên MIUI 12 đâu. MIUI các bạn chỉ cần là lướt nhẹ thôi thì nó cứ lắc lác rồi. Nhưng với cái nền tảng Core mới này thì Oppo đã tối ưu hóa phần cứng và phần mềm phải gọi là rất ok rồi các bạn ạ. Và bên cạnh đó nữa thì một cái lời khuyên cho anh em nha. Nếu những bạn nào mà mua một chiếc điện thoại về không phải là để chơi gaming mà các bạn để làm việc và đặc biệt là cần ghi âm cuộc gọi thì mình khuyên anh em là nên lựa chọn chiếc Oppo A73, bởi vì mặc định sẵn á thì mình không tìm ra bất kỳ một cái tính năng nghe gọi ghi âm nào ở trên chiếc Poco M3 nha. Cái tính năng là ghi âm cuộc gọi mặc định nhá ở trên chiếc Poco M3 thì hiện tại là mình không có thấy. Cho nên là với những anh em nào mà quan tâm về một chiếc điện thoại có khả năng làm việc tốt á thì nên mua chiếc Oppo A73. Chắc chắn rằng là rất nhiều anh em khi mà mua điện thoại các bạn thường đặt nặng cái vấn đề là cấu hình. Tuy nhiên các bạn ạ, cái chiếc điện thoại đó nó có hữu ích hay không, nó có tốt với người dùng hay không thì còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi người nữa. Có thể rằng là chiếc máy mà các bạn đang muốn mua nó có cái cấu hình cực kỳ là mạnh mẽ, nhưng với những cái tính năng mà nó đang có mà người dùng đang rất là cần thiết á, ví dụ như là ghi âm cuộc gọi nó không có đúng không, thì nó cũng trở nên là vô dụng mà thôi. Còn với chiếc máy có một cái cấu hình vừa phải, tuy nhiên nó lại có những cái tính năng cơ bản đáp ứng rất tốt thì nó lại trở nên là một chiếc máy vô cùng là giá trị với người dùng đó. Đâm ra là còn tùy thuộc vào từng mục đích nhu cầu sử dụng nữa. Còn về cái thời lượng pin thì chắc chắn rồi, lần này thì Poco M3 nó ăn chắc luôn là nó sẽ chiến thắng luôn rồi. Với pin lên tới là 6.000 mAh, mình có thể là sử dụng khoảng tầm là ít nhất là 1 ngày rưỡi. Còn nếu mà sử dụng ít hơn á thì nó sẽ dao động đâu đó khoảng tầm là gần 2 ngày các bạn ạ. Đó, một cái viên pin phải gọi là rất là trâu bò. Trong khi đó thì với viên pin khoảng tầm là hơn 4.000 mAh ở trên chiếc Oppo A73, nó chỉ có thể là sử dụng được khoảng tầm là 1 ngày thôi. 1 ngày là phải gọi là rất tiết kiệm rồi các bạn ạ. Nhưng bù lại thì cái công suất sạc của chiếc Oppo A73 nó lên tới là 30W á. Cho nên là trong cái quá trình mà bọn mình test á, ví dụ như là 30 phút thì nó đã test được khoảng tầm 30 phút sạc á, thì nó đã lên được khoảng tầm là 56 hay là 60 mấy phần trăm á. Mình sẽ hiển thị trực tiếp cho anh em nha. Mình không nhớ là rõ cho lắm, nhưng mà cũng với 30 phút đấy thì chiếc Poco M3 bởi vì viên pin lớn hơn, công suất sạc yếu hơn, đâm ra là nó chỉ khoảng tầm là 27 cho tới là 29% sau 30 phút sạc mà thôi các bạn ạ. Tuy nhiên có một cái vấn đề mà mình gặp phải trong quá trình mà sử dụng chiếc Poco M3 này khi mà sạc chính là nhiệt độ của nó rất nóng. Mặc dù là cái thời điểm mà mình test á, mình cũng đã tắt nguồn máy luôn rồi, nhưng chả hiểu sao mà chiếc Poco M3 của mình khi mà mình đo nhiệt độ thì nó sẽ rơi khoảng tầm là 46 độ ở cái phần mặt trước này luôn các bạn ạ. Vô cùng là nóng. Không biết là với những bạn nào mà đã sử dụng M3, các bạn có gặp cái trường hợp này hay không thì có thể là comment cho mình biết với nha. Nhưng chiếc máy của mình test á thì nó rất là nóng, lên tới là 46 độ C. Và điểm cuối cùng là về chất lượng âm thanh cũng như là về phần camera. Thì nếu mà để gọi là chất lượng âm thanh con nào ngon hơn á, thì mình sẽ lựa chọn chiếc Poco M3 với loa kép stereo các bạn ạ. Thứ nhất là âm lượng của nó rất là lớn, và thứ hai á là những cái giải âm của nó thể hiện cũng khá là ok, đặc biệt là giải bass. Mình thấy rằng là bass tương đối nhiều và cũng khá là đậm chắc nếu mà chúng ta so sánh với những chiếc điện thoại khác cũng ở trong cái tầm giá từ 4 cho tới là 4,5 triệu đồng. Nhưng khi mà chuyển sang về phần camera, nếu mà các bạn nhìn vào thông số camera thì có thể thấy rằng là chiếc Poco M3 này có một cái camera chính rất là khủng khiếp, lên tới là 48 megapixel. Nó lớn hơn khá là nhiều so với là ở trên chiếc Oppo A73. Nhưng mà chất ảnh chụp ra thì có lẽ mình chỉ cần show trực tiếp trên màn hình thôi thì bạn có thể biết được là chiếc máy nào chụp ngon hơn rồi đúng không? Trong nhiều điều kiện mà bọn mình chụp á thì mình thấy rằng là chiếc Oppo A73, cái màu sắc ảnh này, độ chi tiết hình ảnh cho tới là về cái dải nhảy sáng thì chiếc Oppo A73 nó vẫn tốt hơn so với là Poco M3 các bạn ạ. Còn về khả năng quay video thì mình cũng đánh giá là ở trên chiếc Oppo A73 nó sẽ nhỉnh hơn một tí á so với là ở trên chiếc Poco M3, và đặc biệt nó nhỉnh hơn ở cái phần là thu âm. À quên mất, là một cái điểm cộng nữa dành cho chiếc Poco M3, nó sẽ nằm ở cái phần hồng ngoại ở phía trên. Với những bạn nào mà đã quen sử dụng điện thoại để có thể là điều khiển những thiết bị điện tử trong gia đình nhá, thì Poco M3 nó có cái tính năng này nhá. Còn với chiếc Oppo A73 chúng ta sẽ không có tính năng này các bạn ạ. Và đó là những điểm mà mình có thể là nốt ra cho anh em về chiếc Poco M3 và chiếc Oppo A73. Bởi vì chiếc Oppo A73 này Oppo truyền thông không có nhiều, đâm ra là rất ít bạn biết về cái chiếc Oppo A73. Còn với chiếc Poco M3 thì nó đã có một cái sự kiện ra mắt online cũng khá là hoành tráng này, và cũng rất là nhiều anh em reviewer làm về chiếc máy này, đâm ra là các bạn biết nhiều hơn. Nhưng các bạn ạ, đừng quên rằng là ở trong tầm giá này chúng ta cũng có một sản phẩm phải gọi là rất ngon lành cành đào đến từ một thương hiệu lớn, đó chính là Oppo. Và chưa kể nha, nếu mà các bạn mua online á thì chắc chắn cái vấn đề về bảo hành là một trong thứ mà anh em
thực sự là đáng để quan tâm nhiều hơn so với việc là mua offline. Nếu mua offline thì các bạn hoàn toàn có thể là đến trực tiếp cái cửa hàng mà các bạn mua hàng để bắt vào họ. Nhưng mà mua online thì các bạn sẽ chỉ có hai hình thức. Thứ nhất là bắt buộc sẽ phải mất rất là nhiều thời gian để gửi máy trực tiếp tới cái trang thương mại điện tử để bảo hành này. Và thứ hai là tìm tới những cái trung tâm bảo hành của các hãng. Và điều này thì chắc chắn rồi, Oppo lại tiếp tục chiếm lợi thế với 63 tỉnh thành, tỉnh nào cũng có trung tâm, ít nhất là một trung tâm bảo hành các bạn ạ. Cho nên là việc bảo hành những sản phẩm của Oppo thì sẽ dễ dàng hơn. Trong khi đó thì với những sản phẩm đến từ nhà Xiaomi á, thì cái giải trung tâm bảo hành của họ vẫn chưa thực sự là nhiều cho lắm. Cho nên là cái việc mà các bạn bảo hành chiếc Poco M3 này nó sẽ vất vả hơn khi mà chúng ta mua online. Những cái điểm mạnh và điểm yếu của chiếc máy này thì mình đang nốt trực tiếp ở trên màn hình cho anh em lựa chọn. Vậy thì trong cái tầm giá từ 4 cho tới là 4,5 triệu đồng, các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào trong hai sản phẩm này thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn nếu cảm thấy video là hữu ích, các bạn có thể là bật like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Và nếu anh em nào mà đang muốn mua offline với cái chương trình bảo hành tốt thì đừng quên ghé qua hệ thống Di Động Việt. Hiện tại thì Di Động Việt đang phân phối rất là nhiều dòng smartphone chính hãng với mức giá cực kỳ là hấp dẫn dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay nha. Và bây giờ thì bye bye.